Chào các bạn, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với series KBD phiên bản Multiverse đa vũ trụ nha. Thì ở tập này tụi mình sẽ cùng nhau tiến vào một cái khu căn cứ của đội quân KBD Toilet để phá hủy một cái quả tên lửa mang đầu đạn hạt nhân nha các bạn. Thì đây cũng là biệt đội cảm tử này các bạn ơi. Nhưng mà ngày hôm nay có thêm một thanh niên, đây chính là Ryuma nha các bạn. Thanh niên này mình nhớ hình như là đã xuất hiện 2-3 lần trong cái series của mình rồi các bạn ơi. Cho nên là mình sẽ không cần phải giới thiệu lại ha. Được rồi mọi người ơi, chuẩn bị tiến vào khu căn cứ của đội quân KBD thôi mọi người. Để mình xem thử đây các bạn. Theo mình nhớ hình như là series Multiverse đa vũ trụ của Dome Studio không có cameraman Kirito đúng không ta? Mình nhớ mãi mãi là như vậy đó các bạn. Không biết có đúng hay là không nữa. Rồi mọi người ơi, đi theo mình nè mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào khu căn cứ của đại quân KBD nha. Ở phía trong đây. Đây là các bạn ơi, mấy thanh niên kia. Đó chính là đàn em của Zima đó các bạn. Đó đó đó, có vũ khí luôn kìa. Nào mọi người, tiêu diệt mấy thanh niên này mọi người ơi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, hay quá mọi người. Đây chính là đàn em của Zima nha các bạn. Wow, có một chiếc trực thăng này các bạn ơi. Ui, ở phía đằng kia nữa hả? Đông đó nha, đông đó nha. Tụi mình bị bao vây rồi các bạn. À, chạy với mình nè, chạy với mình nè. Đúng rồi mọi người, đúng rồi mọi người. Hay quá mọi người ơi, hay quá mọi người ơi. Hả? Cái gì vậy? Sao lại có em chó này nữa? Skibidi Dog hả? Các bạn nhìn kìa, có một con Dog Skibidi nha. Ủa? Đâu mất tiêu rồi? À, kìa rồi các bạn ơi. Đồng đội của mình vừa tiêu diệt nó ha. May mắn thật sự luôn các bạn. Ở đây có một chiếc trực thăng nè. Nào mọi người, lên trực thăng thôi mọi người ơi. Ok, bây giờ tụi mình sẽ cùng nhau bay vào sân bay quốc tế nha các bạn. Bởi vì ở trong đó đội quân KBD đang chuẩn bị một quả tên lửa mang đầu đạn hạt nhân để phóng qua thành phố. Mục đích là để phá hủy thành phố này các bạn. Nào, cameraman đầu trắng. Đủ không ta, đủ không ta? Để mình kiểm tra lại nha các bạn. Đội của mình có tổng cộng là 6 người. Rồi, Speakerman áo trắng nè, Realman nè, Cameraman áo đỏ nè, Dark Speakerman nè, và mình chính là Cameraman Kirito nha các bạn. Cái này gọi là đa vũ trụ nhưng mà mình chế vào tùm lum tùm la luôn các bạn ơi. Không theo nguyên tác của người ta nha. Đụng đâu chế đó các bạn. Chế văn GMI nha. Rồi ok, đi vào sân bay các bạn ơi. Mình thấy có một chiếc máy bay đang chuẩn bị đáp xuống kìa. Không biết nó có phải là của Zima hay là không nữa các bạn. Rồi, khu căn cứ này thì lúc trước là của tụi mình nha. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì đã bị đội quân KBD Toilet chiếm đóng rồi các bạn. Khu căn cứ này lúc trước phải nói khá là quan trọng luôn á. Nó giúp tụi mình vận chuyển hàng hóa nè, với lại là vũ khí nha. Nhưng mà hiện tại bây giờ tụi mình không còn nữa các bạn. Nó đã bị mất rồi các bạn ơi. Ok, để mình kiểm tra một vòng nữa nha. Quả tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Mục tiêu của tụi mình đó chính là tụi mình sẽ không cho mấy thanh niên này phóng quả tên lửa đó ha. Nếu như mà cần thiết thì tụi mình sẽ phá hủy quả tên lửa luôn nha các bạn. Ok, đáp xuống đây thôi. Cứ từ từ cái đã, cứ từ từ cái đã. À, mình thấy đây các bạn ơi. Phía bên tay trái của mình. Ok, 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 ok. Mình sẽ đáp xuống chỗ này nha. Nào mọi người, tụi mình chỉ có 6 người thôi các bạn ơi. Còn phía bên kia đội quân Skibidi Toilet hơi bị đông luôn á. Áp đảo rồi các bạn ơi, quân số áp đảo rồi. Kia kìa các bạn ơi, mình thấy rồi các bạn. Quả tên lửa mang đầu đạn hạt nhân kìa. Nếu như mà tính theo series gốc thì sẽ có Titan Speakerman ngăn chặn lại ha. Nhưng mà theo mình nghĩ hiện tại bây giờ Titan Speakerman có mặt ở đây, quan trọng hay không thì cũng không được thôi các bạn. Bởi vì mình xem tập đó đó là mình thấy Titan Speakerman ngăn chặn cũng không được nữa các bạn ơi. Ok, mình đã liên hệ với Titan Speakerman đến đây để hỗ trợ tụi mình rồi. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì Titan Speakerman có một nhiệm vụ khẩn cấp cần phải làm rồi các bạn ơi. Cho nên nhiệm vụ này tụi mình tự thân vận động nha. Đây các bạn, 6 thanh niên mặt mò đây. Còn đây chính là mấy thanh niên Skibidi Toilet này các bạn. Wow, hàng hóa quá trời luôn các bạn ơi. Đây chính là chiếc máy tính này các bạn. Mấy thanh niên này chuẩn bị phóng rồi các bạn ơi. Ok ok, bây giờ tụi mình sẽ cùng nhau hợp sức để phá hủy cái khu căn cứ này ha. Nào mọi người, cố lên mọi người ơi. Phá hủy, phá hủy, phá hủy, phá hủy. Rồi 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 rồi. Tấn công đi mọi người, tấn công đi mọi người. Ok ok, mình thấy có một vài thanh niên đang chạy đây các bạn.
Hey, thanh niên Caraman áo đỏ làm gì vậy? Nào, Caraman áo đỏ bắn đi chứ. Hoảng sợ các bạn ơi, thanh niên này bị hoảng rồi. Súng nhắm. Đông quá. Ui, chạy với mình nè. Rồi, chạy với mình nè. Hụt nha. Chạy với mình nè. Khó bắn ghê luôn các bạn ơi. Mấy cái bồn cầu SkiBD này khó chạy ghê luôn á. Khó bắn ghê luôn á. Mấy thanh niên này á, di chuyển liên tục nha. Rồi, ba red. Ba red là bắn xuyên thủng luôn các bạn. Rồi, bắn ra. Sao tự dưng cầm ba red lên cảm giác mình rò tay hơn các bạn. Giờ mới gái xong hụt 2 viên luôn. Lúc đầu thì 4 viên. Trúng 4 viên nha các bạn. Quá SkiBD luôn ha. Quá skill đó các bạn ơi. Rồi, chưa kịp Mega SkiBD nữa là súng mình xách đại với lại mình bắn hụt rồi. Ha, được đó các bạn ơi. Xong rồi nè. Ui, đơn giản chứ vậy. Đơn giản hơn là mình nghĩ nhiều đó các bạn. Ui, còn ở phía bên kia nữa các bạn ơi. Đang bước tập hợp nè. Nhiều chuyện đúng không? Một viên bắn trúng 2 thanh niên luôn các bạn. Khẩu ba red này xuyên thủng là hơi bị đau nha. Đam cao lắm các bạn ơi. Rồi. Bắn vào mấy cái thùng dầu này luôn. Đó, phá hủy hết khu căn cứ này luôn. Rồi các bạn ơi. Còn đây chính là quả tên lửa máy nào đại hạt nhân nè. Mà tụi mình không biết tụi mình có phá hủy nó được hay là không nữa. Vẫn còn à. Đây, mọi người tiêu diệt đi mọi người ơi. Ôi các bạn, thanh niên Dark Speakerman cơ thể bị thương rồi. Mình kêu nãy bám sát thôi mình không chịu đâu. Đi lẻ tẻ chỉ không biết nữa. Để bị trúng đạn rồi. Để mình lại đây mình xem thử cái máy tính này các bạn. Ui, cái gì mà phím bấm ra màn hình hiện tùm lum tùm la à. Cái gì đây? Hoài không xong rồi các bạn ơi. Mình không biết nút để mà mình dừng lại cái quả tên lửa này rồi. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ đặt bom mình phá hủy nha. Rồi, đặt bom vào đây. Chỗ này có hai cái thiết bị EMP này các bạn ơi. Phá hủy thì khá là tiếc luôn nha. Nhưng mà mình không còn cách nào khác đâu. Đây chính là lựa chọn cuối cùng của mình. Nào mọi người, né sang bên đi mọi người ơi. Mình sẽ phá hủy mấy cái máy tính luôn các bạn. Rồi, đây là cách duy nhất nha. Nhiệm vụ này tụi mình cần phải hoàn thành càng sớm càng tốt các bạn. Không là Z-Man sẽ quanh chở ở đây đó. Wow, mấy cái máy tính này. Ôi, sao mà bền như vậy? Nào. Ui, không bỏng được các bạn ơi. Sao mà bền như vậy? Còn cách nào khác không? Mấy cái máy tính này bền quá các bạn ơi. Mình phá hủy không được nè. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ thử mình bắn khẩu súng này vào quả tên lửa nha các bạn. Nổ không? Ui, nó cứng như vậy. Đây các bạn, cực kỳ cứng cáp luôn á. Rồi, phá hủy nè. À, mình biết rồi các bạn ơi. Chỗ này có mấy cái thiết bị EMP nè. Mình phá hủy cái này không được, nhưng mà mình cũng có thể phá hủy mấy cái thiết bị EMP nha. Bởi vì những cái thiết bị này sẽ cung cấp được năng lượng cho nó, cho nó hoạt động đó các bạn. Rồi, chỉ cần mình phá hủy mấy cái thiết bị EMP thì quả tên lửa này sẽ không thể nào khởi động được nha. Ok, mỗi cái thiết bị EMP như vậy thì mình sẽ ném 2 quả nha. Rồi, ném 2 quả luôn. Thêm một quả nữa. Rồi mọi người ơi, rời khỏi đây mọi người. Bây giờ mình sẽ kích nổ nha các bạn. 3, 2, 1. Đó, phải như vậy đó các bạn ơi. Ok, nhiệm vụ hoàn thành rồi các bạn. Mission complete rồi. Vậy là quả tên lửa mà đạn hạt nhân này sẽ không thể nào phóng được nữa nha. Ok mọi người, nhiệm vụ hoàn thành rồi. Cho nên bây giờ tụi mình sẽ cùng nhau rời khỏi đây và quay trở lại khu căn cứ của tụi mình hết các bạn. Nào mọi người đã sẵn sàng chưa? Hả? Cái thứ gì vậy? Ui, có một phiên bản SkiBD Legend đó các bạn. Nó đang đuổi theo tụi mình kìa. Cứ từ từ cái đã. Mình nghe tiếng hét nó ghê như vậy. Đó kia kìa các bạn ơi. Hả? Phiên bản gì mà màu da trắng bệt vậy? Đây các bạn nhìn nè. Đâu rồi, đây các bạn ơi. Ui, khuôn mặt của nó ghê như vậy. Làn da trắng bệt à, cái miệng của nó, con mắt của nó các bạn nhìn kìa. Ui, Tony Skibletlet phiên bản dị nhân rồi các bạn ơi. Làm sao để tiêu diệt nó bây giờ đây ta? Chiếc trực thăng này thì chỉ có duy nhất một chế độ bắn thôi các bạn. Làm sao bây giờ đây? Mình sẽ quay trở lại để mình tiêu diệt đấy các bạn. Rồi,
nó đang đuổi theo tụi mình kìa. Để mình cho thời gian nó lui lại bữa trưa nha. Như vậy để các bạn ơi, các bạn sẽ dễ quan sát hơn nha. Rồi, như vậy nè các bạn, tối quá thì mình cũng có quan sát, mà các bạn cũng khó quan sát nữa. Mình sẽ chỉnh thời gian như vậy ha. Rồi làm sao bây giờ đây ta? Căng quá các bạn ơi, căng quá các bạn ơi. Nào mọi người đã chuẩn bị vũ khí hết chưa? Bây giờ mình sẽ tiêu diệt con Skibitoled. Phiên bản này là phiên bản tạm thời, bây giờ mình sẽ gọi nó là dị nhân nha các bạn. Ok, mình sẽ đáp chiếc trực thăng của mình xuống đây luôn. Nào nào mọi người đã chuẩn bị hết chưa? Rồi, đâu rồi ta? Hình như là nó đã ngưng đuổi hết tụi mình rồi các bạn. Nó đang điên loạn tấn công mọi người nha. Đâu rồi ta? Vậy mà mình tưởng nó đuổi theo tụi mình chứ. Rồi, lấy vũ khí ra chuẩn bị chiến đấu với nó luôn các bạn. Để mình xem thử đã. À, nó ở ngay phía này các bạn ơi. Vậy là mình sẽ vượt qua khu vui chơi đó. Mình sẽ gặp nó nha các bạn. Cứ từ từ cái đã. Mà chạy bộ vậy hơi lâu rồi các bạn. Thôi, lỡ chạy bộ luôn các bạn ơi. Bây giờ quay trở lại chiếc lực thăng của mình đó thì lâu dữ lắm nha. Nào mọi người, chuẩn bị vũ khí hết chưa mọi người? Mình sẽ chiến đấu với nó nha các bạn. Nó kia rồi các bạn ơi. Mình thấy nó đang tấn công mọi người kìa. Nó điên loạn tấn công mọi người tùm lum tùm la à. Rồi, này nha, Skibitoled phiên bản gì nha. Lại đây với mình nè, mình đang chờ bạn nè. Ui, nó điên loạn thực sự rồi các bạn ơi. Nó đang tấn công ai vậy? Nào, có mình ở đây đây. Này thì Skibitoled dị nhân nè. Đánh luôn. Ui các bạn ơi, nó ăn thịt mình kìa. Ghê như vậy. Nào bay lên. Những người đồng đội của mình không biết làm sao rồi ta. Rồi luôn các bạn ơi, bên bị kẹt vào gấp lắc rồi. Nào. Những người đồng đội của mình. Này nha, Skibitoled phiên bản dị nhân nè. Cái mặt nó đúng ghê luôn các bạn ơi. Đánh. Ui cái gì vậy? Sao lại bắn dây điện như vậy? Rồi, đại chiến với nước luôn. Chiến đấu với nước luôn các bạn ơi. Đánh nè. Kamalan Kirito là có bộ kỹ năng riêng nha các bạn. Mình không có sợ nó đâu. Nào, cứ từ từ. Ui, bây giờ còn thể hiện kỹ năng nữa hả? Đứng đó mình lưng lưng la các bạn. Những cái đồng đội của mình kìa. Nào, những cái đồng đội của mình. Hỗ trợ đi. Đánh. Ui, nào đó các bạn ơi. Ok, chiến đấu nữa thôi. Đánh nè. Mình chưa kịp đánh nó đâu các bạn. Cú đánh của nó bằng cái mạnh nha. Rồi, nào bật dậy. Những người đồng đội của mình đâu ta? Mình thấy lúc nãy còn đuổi theo mình các bạn ơi. Rồi, đánh nè. Đại chiến với nước luôn các bạn. Hình như nó không dám xuống nước các bạn ơi. Mình chiến đấu với nước á thì mình sẽ có lợi thế hơn nó nha. Đánh nè. Ổn rồi các bạn. Wow, trận chiến rõ ràng là không cân sức mà. Con này mạnh hơn mình tưởng nha các bạn. Nào kéo vào đây. Ui, đào đó. Các bạn nhìn nè, lăn ba di bộ nha. Mình có thể di chuyển được dưới mặt nước luôn các bạn. Chạy bộ dưới mặt nước ghê thật sự luôn ha. Rồi, đánh nhau nè. Cứng lên. Đúng rồi. Này thì Skibitoled phiên bản dị nhân hả? Cái mặt nó bị ghê đó các bạn. Rồi, đánh nè. Ui, đánh nhau dưới nước nhẹ á thì đẹp thật các bạn ơi. Nhưng mà có điều hơi khó quan sát nha. Với lại là nó mạnh hơn mình nhiều các bạn. Con này á được boost sức mạnh, hơi bị lố rồi các bạn ơi. Từ từ bay lên. Ui, hình như những người đồng đội của mình đã bị nó ăn thịt rồi các bạn. Có cả Dark Speakerman nữa nha. Mạnh như vậy. Này nha. Ui, đau thật sự luôn các bạn ơi. Chờ mình chút xíu cái đã. Rồi ok, Mình đến đây. Nó đang đánh nhau với ai dưới nước vậy ta? Nó bị điên loạn rồi các bạn ơi. Khuôn mặt trắng bệch rồi, hai con mắt thì bị ghê nha. Cái đầu nó cứ trắng giống người chàng, như là bị dính mặt của các bạn. Trắng đen nè. Nhìn ghê thật sự luôn ha. Đỏ. Ui, nó phá cái năng của mình rồi các bạn ơi. Cứ từ cái đã. Mình đánh với nó được các bạn. Mình có một kỹ năng riêng mà, mình đâu có sợ đâu. Nào, đánh. Ui, ngồi dậy. Ồ,
mỗi lần á đừng bị đánh bật lùi là mình có kỹ năng đi như các bạn đó, nghe không? Lăn lộn quá ha, thích thể hiện là thích như các bạn. Kỳ vậy ta, bây giờ nó phá kỹ năng của mình các bạn đó, mình vừa đá với cái bắn mặt của nó nha các bạn, cho rụng đang hết luôn. Nào đánh, cứ từ từ cái đã, cứ từ cái đã, đánh nè, đánh nè, đánh nè, đánh. Ui, hơi bị đau, hơi bị đau nha, hơi bị đau nha. Mình sẽ sử dụng kỹ năng cuối cùng của mình. Này thì skip đi cái led nè. Đánh, đánh, đánh. Wow, nó có kỹ năng gì mà mạnh dữ vậy ta? Nó đánh mình liên tục luôn các bạn ơi. Mình muốn áp sát nó khó lắm nha. Lại đây đi bạn, lại đây đi bạn. Mình đây, mình đây, mình đây, mình đây, mình đây. Để mình tiêu diệt bạn nè. Mình tiêu diệt bạn nè. Kìa rồi các bạn ơi, mình vừa nghe tiếng hét của nó. À phải như vậy chứ. Đây rồi các bạn, mình đã tiêu diệt thành công được con Skibidi-Toilet phiên bản dị nhân rồi các bạn ơi. Và cái giá đổi lại đó chính là những người đồng đội của mình, một số thì đã bị ăn thịt, còn một số thì đã bị thương nha các bạn. Này nhá, Skibidi-Toilet phiên bản dị nhân nè. Đánh luôn các bạn ơi, đánh luôn các bạn ơi. Cây cú với nó thực sự luôn á. Này nhá. Ờ hình như mình kéo lên không được. Đâu rồi ta? Để mình kéo nó lên nha các bạn. Mình phải chọn mục tiêu cái đã. Mình thấy mục tiêu nó cứ hiện xong rồi nó mắc. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Ờ, để mình kéo lên các bạn ơi. Đâu rồi ta, đâu rồi ta? Nó cứ hiện lên cái nó mắc, khó chịu ghê luôn các bạn. Hình như là ở đâu đây nè các bạn. Đâu rồi, đâu rồi. Chán ghê chưa, đây là các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn chiêm ngưỡng nhan sắc thật sự của thanh niên này nha. Cái miệng của nó hơi bị ghê nè các bạn ơi. Ờ nó cũng cười nè, nhưng mà có điều á là cái miệng nó dính màu đen. Cái này là dính mực hay là dính dầu nhớt vậy ta? Con mắt của nó thì trồng đen có chút xíu rồi các bạn. Ở ngoài trồng đen thì ở ngoài nó có thêm một cái dòng màu đen nữa. Còn cái đầu của nó đó chính là mái tóc cua nha. Cổ của nó cũng dính cái màu mực màu đen nè các bạn ơi. Trông ghê thật sự luôn ha. Phiên bản này nhìn kinh dị quá các bạn. Phiên bản này á, mình nhìn buổi tối chắc bỏ dép chạy mấy chục cây mà không thèm nhìn lại quá các bạn ơi. Gọi là bỏ chạy mất dép đó các bạn. Ghê thật sự luôn ha. Nào đánh nó, đánh nó, đánh nó, đánh nó, đánh nó. Rồi không được rồi các bạn ơi. Ờ mình phải có cái mục tiêu màu đỏ kìa. Thì mình đánh nó mới được nha. Không có mục tiêu thì đánh nó khó lắm. Đâu rồi ta, đâu rồi ta, đâu rồi ta, đâu rồi ta. Không được rồi các bạn. Ờ giống như là anh trai này đi. Đó, phải có kỹ năng như vậy nè các bạn. Ui. Tặng cho anh trai đó một cước luôn các bạn. Anh ra đó thăng thiên rồi. Ok, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành rồi. Cho nên là bây giờ mình sẽ rời khỏi đây nha. Nào, bay lên. Rồi, và mình nghĩ là mình cũng sẽ kết thúc video của mình ở đây thôi ha. Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye.